mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thấm nhuần nghĩa lý kinh điển. Muốn nghiên cứu Phật pháp thì cần phải hiểu rõ nghĩa lý trong kinh. Mỗi bộ kinh do Đức Phật thuyết giảng đều bao hàm một nghĩa lý chân chính riêng biệt. Tuy nhiên, tất cả kinh điển đều có quan hệ liên đới với nhau, và nghĩa lý cũng có tính cách liên đới. Đức Phật viện dẫn tiểu thừa, đại thừa, rồi cuối cùng quy nạp về một thừa duy nhất là Phật thừa. Bất luận là đại thừa, tiểu thừa hay Phật thừa, thừa nào cũng dạy mọi người sửa đổi thói hư, tật xấu, dẹp bỏ vô minh, quét sạch phiền não và dứt trừ tham sân si. Nếu các bạn dứt bỏ được mọi thói xấu, thì đối với nghĩa lý kinh điển tự nhiên sẽ có sự tương hợp. Nếu không dứt bỏ thói xấu, thì các bạn sẽ không thể nào thấu triệt được nghĩa lý trong kinh. Chúng ta đang nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm và hiện đã nghiên cứu xong ngũ thập ấm ma cùng tứ chủng thanh tịnh minh hối, tức là bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh. Vậy nghĩa lý chân chính của bộ kinh này là gì? Tại sao Đức Phật thiết bộ kinh này? Các bạn tìm ra lý do thì mới được xem là thật sự hiểu rõ giáo pháp hàm chứa trong kinh. Nếu không tìm ra chân nghĩa thì coi như các bạn vẫn chưa thật sự thông suốt kinh pháp. Chẳng hạn, bạn gặp một người nào đó, mặc dù đã biết tên của người ấy, nhưng bạn vẫn phải tiến thêm một bước nữa, nhận rõ tướng mạo, tư tưởng, hành vi, vân vân của người ấy, như thế mới là nhận biết người ấy. Nếu bạn chỉ biết danh tánh mà không biết gì về tướng mạo, tư tưởng của người ta, thì đó vẫn chưa phải là nhận biết. Chúng ta nghiên cứu kinh Phật thì cũng tương tự như vậy. Tướng của kinh Lăng Nghiêm là Đại Nhi Vô Ngoại, Tiểu Nhi Vô Nội, nghĩa là lớn đến độ không gì có thể vượt xa ngoài nó, nhỏ đến độ không gì nhỏ hơn nó. Nghĩa lý của kinh Lăng Nghiêm ví như bộ xương người vậy. Nếu con người không có xương, chỉ có da, thịt, gân, máu mà thôi, thì chẳng ra hình dáng con người, và cũng chẳng thể nào đứng vững được. Cho nên, kinh Lăng Nghiêm là cốt tủy của các bộ kinh. Kinh Lăng Nghiêm có công dụng phá tà hiển chánh, phá hủy tất cả tà vậy để hiển lộ tam muội chân chính. Nếu không có kinh Lăng Nghiêm thì không có Phật pháp, có kinh Lăng Nghiêm tất có Phật pháp. Vậy muốn hộ trì Phật pháp thì trước hết chúng ta phải hoằng dương phổ biến kinh Lăng Nghiêm, phải học cho thuộc, giảng giải cho được, rồi dựa theo đó mà tu hành. Vạn Phật Thánh Thành chính là Lăng Nghiêm đàn tràng, đạo tràng của kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta nhất định phải người sáng Lăng Nghiêm đại quang, tu tập Lăng Nghiêm đại định, thành tựu Lăng Nghiêm đại trí và viên mãn Lăng Nghiêm đại từ. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 1 tháng 5 năm 1983. Ha ha ha, 闻三摩地所。